Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Jurassic Winter World. Thì mấy ngày hôm nay mình khá là bận cho nên mình không ra video được, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, hiện tại thì mình hứa là sẽ sau khi mà mình nâng cấp em cá sấu này lên, Psycho Sanchez này lên, thì mình sẽ review em nó sau. Và rồi ok, mình đã nâng nó lên level 8 mà hiện tại đang định lên level 9 nè. Sinh lực của nó hiện tại là 125k. Và đây là tốc độ đầu độc cũng như là sát thương như nè. Rồi hiện tại thì em mình vẫn trang bị modem miễn phí cho em nó hết nha. Cũng chưa lên modem đâu, tại vì một modem tới 3 triệu vàng cho nên không có đủ. Rồi hiện tại mình đã nâng cấp cho nên là 5-6 khẩu hạng nhẹ của nó lên level 5 hết rồi. Và rồi ok ta, mình sẽ cùng nhau trải nghiệm em nó trong trận chiến thôi. Em cá sấu này mình build theo cái lối chơi là sát thủ nha, tức là một là sống, một là solo, nhảy ra là phải giết được đối thủ hoặc là chết, chứ không có kiểu chạy được và cũng không có hồi phục luôn. Rồi ok, em cá sấu này được cái là đi di chuyển rất là nhanh cho nên là cũng có lợi thế cho mà đội mình chiếm chủ, đội mình chiếm chủ. Rồi ok, mình sẽ đặt chu rút. Đây em bên này, mình này khá là đông nè. Mình sẽ đi giết người thôi chứ nên là mình không có bắn nhau đâu. Đợi thằng này nó bật khiên lên xong thì mình nhảy ra nha. Đó mọi người thấy đó, nhảy ra là có mạng, nhảy ra là có mạng. Nhưng mà lượng máu của mình cũng khá là thấp cho nên là nhảy ra một cái là mình cũng còn có xíu nữa. Cho nên là mình phải canh thời điểm nè, đợi nó hết combo rồi mình nhảy ra. Như này nè, nè, cứ thông thả thôi. Mình cứ thông thả. Mình nghĩ là mình không nhảy ra phát này được. Tại vì nó đang meo mình dữ lắm cho nên là mình không nhảy ra đâu. Ui, sọt gân nữa, không được. Ui, sao mà dí mình đông thế. Mình sẽ phải lui về ở đằng sau thôi. Sao bị chón vậy? Quầy bị con alo làm sao nó chón. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ sử dụng con ba sừng. Con ba sừng của mình thì khá là trâu. Mình không để ý phía sau vẫn còn bị chón được. Đó, mọi người thấy đó, khi mà nhảy vào thì mình phải giết được đối phương hoặc là mình chết, như vậy thôi. Thì nói chung con đấy để đổi mạng thôi chứ không phải là kiểu như mà có thể hồi phục được. Nếu mà muốn hồi phục thì mình vẫn có cách để hồi phục cho em nó là gắn cho nó 5 khẩu á, 6 khẩu ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình không còn đủ kinh phí để hình lên cho em nó, cho nên là mình chỉ tạm thời là chơi em nó như vậy thôi. Đồng quá. Sao bây giờ kẻ địch nó đông quá nhỉ? Chiếm điểm D xong mình sẽ lấy lại điểm E và ok. Sao điểm mình thấp vậy nè, nãy giờ à, mình lo mình đánh nhau quá đi. Quỳ hết đạn nữa chứ. Bên mình thua nữa rồi, bên mình không có chiếm điểm. Bên mình không ai chiếm điểm chứ gì trời. Ui, nhanh thế, trận này nhanh thế. Chứ mình đã kịp làm gì đâu. Trận này mình thả cá sấu ra mình đã kịp làm gì đâu. Mình ham review cá sấu quá cho nên là mình không có tập trung chiếm điểm. Quên mất đây là rem chiếm điểm mà mình cứ tập trung ăn này nhiều quá cho nên mình thua game đấu đó. Ok, thua thì mình làm lại có sao đâu. Nói chung hiện tại mình khá là bận cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không ra video được thường xuyên đâu nha. Rồi game lag rồi. Ok,
vẫn có khẩu súng được thôi. Nếu mà muốn chơi em nó theo cách hồi máu thì vẫn có thể sử dụng 6 cây cây gì đó mình quên tên mất, nhưng mà nó có khả năng hồi máu, cây súng nó có khả năng hồi máu. Mà một cây hình như là 2.500 điểm, nếu mà hạng nhẹ thì 2.500 điểm một cây, 6 cây là bay là khoảng 15.000, đúng không? Số cây là 15.000 vừa đúng luôn. Sao mà hôm nay chìm trận lâu thế? À, ok, có trận. Chiếm và giữ đạn hiệu của kẻ thù càng lâu càng tốt. Rồi, mình sẽ chiếm điểm và sau đó mình sẽ sao nha. Rồi, con này thì nói chung là chiếm điểm là siêu bá đạo luôn, siêu nhanh luôn. Rồi, bye bye. Nhanh không bằng em alo. Nhanh không bằng em alo nha mọi người. Mình đi chiếm rồi, đi chiếm, chạy qua chiếm điểm D luôn. Điểm C thì cho mấy con to to chiếm. Sáu bờ dưới nước. Mình khá là thích cái sáu này bởi vì nó đi khá là nhanh. Nói chung mấy cái con nào nhanh thì mình rất là thích. Ui, vẫn còn con thứ hai nữa. Fuck. Mẹ nó. Mình định nhảy lên đi giết nó. Mà đông quá. Khó nữa rồi. Sao mình vẫn chết vậy, mình chui đất mà. À hết oxy, quên. What the fuck. Mình à một điểm yếu chết người mà mình nên nhắc mọi người ở đây là em nó có khả năng mình chui lâu quá là hết oxy chết đó nha. Tức là em nó không có khả năng mà chui vĩnh viễn đâu, chui dưới đất. Mà khi mà hết giờ là bắt đầu nó tụt oxy về không á, là bắt đầu nó trừ máu chính của mình á. Chờ đến khi nào mình chết thì thôi. Mình quên mất, mình thấy tụi nó mình nhìn người giao tranh mình thấy mấy con này trâu vậy. Rồi mình bị tê liệt súng. Chiếm điểm thôi, chiếm điểm để giành chiến thắng thôi mọi người. Cứ chiếm điểm trước đã. Chơi cột mốc này thì thả cá sấu đầu tiên rồi thì chiếm điểm và bắt lẻ thôi. Bắt lẻ mấy vị trí như là xạ thủ của đối phương á. Mấy con Bronto đứng ở sau bắn sniper rồi đó. Nhanh thế. Bên địch có vẻ như là không muốn ra nữa. Bên địch có vẻ là AFK luôn rồi. Bên kẻ địch có vẻ là AFK luôn rồi. Đây có một con alo đây nè. Có một con alo gần đó nè. Nó sẽ không có cửa ăn cái con Stego của bên mình, Stego máy của mình không có cửa ăn đâu. Uầy, vị trí số 6 luôn đi. Trời ơi, sát thương mình ít thế. Mình không được bắn nhiều cho nên là sát thương mình khá thấp. Rồi ok, mình sẽ dừng clip tại đây. Nếu mọi người thấy hay, hãy nhớ like và subscribe ủng hộ mình. Nếu mọi người thích mình chơi làm video về tựa game nào thì hãy nhớ comment phía bên dưới cho mình biết để mình làm về tựa game đó nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Nhớ like và subscribe cho mình nhé. Tạm biệt mọi người.